Đây là trường hợp thường xảy ra đối với một chiếc máy may ổ ngửa, ổ cho ngửa. Bây giờ nó may một thời gian thì chỉ nó sẽ lỏng nổi lên trên. Chỉ nè, mình kéo rất là nhẹ tay. Đây là chỉ suốt mình đã bỏ vô chao nè, mình kéo rất là nhẹ tay, nó là chỉ là cái thuyền thôi. Nhưng mà một thời gian là chỉ nó sẽ kéo bụi chui vô trong cái kẹt đó. Nên nó bị lỏng, nó sẽ nổi lên trên. Một số bạn hiểu nhầm là cái máy mình bị căng chỉ, nhưng mà thực ra là do cái chỉ này nó lỏng. Để khắc phục cái tình trạng này thì trước tiên thì chúng ta cần phải mở cái này ra để lấy bụi vệ sinh. Chúng ta phải kiếm hai cây vít, một cây vít dẹp nhỏ và một cây vít ba ke nhỏ. Thì giờ chúng ta mở bên phần ba ke này, cái này là con ốc để giữ nguyên một cái yếm này, còn con ốc vít dẹp là ốc để chỉnh độ căng của sợi chỉ. Thì lúc này nó đã bị bụi nhét vô trong đây rồi, thành ra mình có chỉnh nó vẫn lỏng, chỉnh kiểu gì nó cũng lỏng hết. Giờ chúng ta phải mở con ốc ba ke này ra này, ốc bốn cạnh. Chúng ta phải giữ cẩn thận đừng để văng ốc nha. Mở ra nè. Rồi chúng ta có thể lấy cả cái yếm này ra rồi, một con ốc đó thôi. Thì cái yếm này nó có 3 chi tiết thì chúng ta cần phải lưu ý cho sao cho nó đúng nha. Thì mỗi yếm single này thì nó chỉ có một chi tiết nè. Không, bây giờ mình mở ra. Bắt đầu mình mới mở con ốc dẹp này ra. Đó, mình lấy cái yếm này ra. Đó, rất là nhiều bụi trong đây. Chúng ta để ý nha, yếm single này có 2 chi tiết thôi, còn một số yếm của Rodder nó sẽ có 3 chi tiết, mình nhớ lắp cho đúng. Rồi chúng ta chỉ việc lau bụi sạch nó đi thôi. Đó, bụi này nó kê vô đây nó sẽ làm lỏng chỉ. Khi làm thì chúng ta nhớ cái vị trí nha. Chúng ta lắp lại cho nó dễ. Bên yếm này cũng vậy, lau cho nó sạch. Rồi chúng ta lắp lại. Chúng ta lắp con ốc dẹp trước, con ốc chỉnh chỉ đó. Chúng ta lắp nó vô. Hồi nãy chúng ta tháo cái nào trước thì giờ bị đó, cái nào trước thì chúng ta lắp sau, cái nào sau thì chúng ta lắp trước, ngược lại thôi. Lát nữa chúng ta chỉnh chỉ sau, cứ vặn tạm nó vào. Rồi đưa nó vào đúng vị trí. Rồi vặn con ốc ba ke lại. Ốc ba ke này thì chúng ta siết chặt, còn con ốc dẹp hồi nãy chúng ta chỉ cần vặn vào tương đối thôi, lát nữa chúng ta sẽ chỉnh chỉ. Đó, sẽ siết chặt con ốc ba ke xong rồi chúng ta bỏ suốt vào thử, cũng như bỏ y như là bỏ vào máy thôi. Chiều suốt phải ngược chiều kim đồng hồ, không được bỏ chiều thuận này là sai này. Lật lại ngược chiều kim đồng hồ rồi kéo vào cái rãnh, rồi chúng ta kéo xéo như là chúng ta may vậy đó. Đó, nó phải có hơi lực giữ. Nếu là nó nhẹ quá thì chúng ta xiết con ốc này vô, còn nó chặt quá thì chúng ta nới ra. Sao mà chúng ta kéo thì nó phải hơi giữ được con suốt, không lỏng quá cũng không chặt quá thì mới đẹp.